Kính thưa quý Phật tử và quý vị kính mến, Thư viện Phật giáo Hòa Hảo thực hiện diễn đọc. Đức Huỳnh Giáo Chủ, Đức Phật Hoàng Thiên Lĩnh Giáng Trần, Huỳnh Gia Chuyển Kiếp Lập Đời Tân, Giáo Truyền Đạo Thích Diệu Sanh Chúng, Chủ Ý Chọn Người Vẹn Tứ Ân. Nam Mô A Di Đà Phật. Đức Huỳnh Giáo Chủ. Phần 1: Hành Trạng. Thiên thứ nhất: Giai đoạn ra đời mở đạo. Chương 1: Bối cảnh xã hội. Lịch sử thường chứng nhận, trong những hoàn cảnh xã hội băng hoại, nhân tâm ly tán, thế đạo suy đồi, lòng người hung ác, mê muội bảo tàng, là lúc thánh nhân ra đời để dìu dắt nhân dân cải ác tùng lương, chấn chỉnh luân thường đạo nghĩa. Như Đức Phật Thích Ca ra đời vào lúc xã hội Ấn Độ phân chia giai cấp trầm trọng, các mối ngoại đạo thạnh khởi mê hoặc lòng người, gây thành một trạng huống hỗn loạn, làm cho tâm trí con người đảo điên, đời sống mê mờ tâm tối. Ngài ra đời để đem đạo trí huệ soi sáng lòng người, đức từ bi phá tan giai cấp xã hội. Ở Trung Quốc, Đức Khổng Tử ra đời cũng vào thời Xuân Thu Chiến Quốc. Các nước thôn tính lẫn nhau, trật tự xã hội rối ren, đời sống nhân dân cùng khốn, luân lý suy đồi, can thường đảo lộn. Ngài ra đời đem lại đạo nghĩa, chỉnh lại nhân luân, xây dựng lại trật tự xã hội băng hoại, đào tạo nên hạng người quân tử làm mẫu mực trong đời. Ở Trung Đông, Chúa Cơ Đốc giáng lâm cũng vào thời con người hung ác, xã hội mê lầm. Ngài đem tình bác ái ban rải khắp nơi, treo gương hy sinh cao cả, biểu dương tình thương bất diệt. Cứ theo thông lệ, các bậc thánh nhân hay các đấng cứu thế lâm phàm luôn luôn phải hội ít nhất 3 điều kiện sau đây. 1. Thời cơ hay vận mạng của quốc gia mà bậc thánh nhân chọn lâm phàm có đúng lúc cần đến sự giúp đỡ của thánh nhân để dạy dỗ nhân dân chưa? 2. Hoàn cảnh có thuận tiện cho sự xuất hiện của thánh nhân chưa? Nghĩa là một xã hội băng hoại đang cần đến thánh nhân cứu vãn. 3. Cơ duyên của chúng sanh có chín mùi và có thuận cho sự giáo hóa của thánh nhân chưa? Nghĩa là thánh nhân đã gieo duyên với nhân dân ở một địa phương nào đó. Nay thánh nhân ra đời do nhân duyên đã gieo mà thánh nhân được chúng sanh hưởng ứng. Nếu thánh nhân ra đời mà không hội đủ 3 điều kiện trên đây, nghĩa là chưa hợp thời cơ, không hợp hoàn cảnh hay không có cơ duyên với chúng sanh, thì chẳng những trên không hợp lòng trời mà dưới không hợp lòng người, thì lấy ai hưởng ứng hầu có cứu thế độ dân, hoàn thành sứ mạng. Xét về trường hợp Đức Huỳnh Giáo Chủ, chúng ta nhận thấy về điều kiện thời cơ, Đức Huỳnh Giáo Chủ có cho biết: vì thời cơ đã đến, lý thiên đình hoạch định, cuộc nguy cơ thảm họa sắp tràn lan. Về hoàn cảnh, Ngài đã nhận: thiên tào đã xét định, khắp chúng sanh trong thế giới trong buổi hạn nguân này sai mê vật dục, chìm đắm trong biển lợi danh, gây nên nghiệp quả. Luật trời đã trị tội, xét kẻ thiện căn thì ít, người tội ác quá nhiều. Chư Phật mới nhủ lòng từ bi, cùng các vị chân tiên lâm phàm độ thế. Trước ra công cứu khổ, sau chỉ rõ cơ huyền, khuyên kẻ thế hướng thiện quay đầu, cải tà quy chánh, thì mới mong thiên đình ân xá bớt tội căn, để kiếp đến long hoa chầu Phật. Về khoảng cơ duyên, Ngài đã nhận rằng: ta là một trong các vị cứu đời ấy. Ai liễu đạo nơi quốc độ nào thì cũng phải trở về quốc độ ấy mà trợ tế nhân dân.
Vì thế, lòng từ bi bác ái cùng thù đáp những linh hồn đã trợ duyên trong nhiều kiếp, giúp ta nương cậy tu hành. Nên ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, ta hóa hiện ra đời cứu độ chúng sanh. Đức Huỳnh Giáo Chủ xuất thế cũng ở trong hoàn cảnh tương tự như Đức Phật Thích Ca ở Ấn Độ, Đức Khổng Tử ở Trung Quốc và Chúa Cơ Đốc ở Do Thái. Nghĩa là ở vào thời kỳ xã hội băng hoại, luân lý suy đồi, nhân dân đồ thán. Trong suốt thời gian ngót 80 năm, dưới ách đô hộ nghiệt ngã của ngoại bang, nước Việt Nam đã lâm vào tình trạng cực kỳ đen tối, hủ hóa cả hai phương diện đời và đạo. Về phương diện đời, Tháp Tùng theo đoàn binh viễn chinh xâm lược, ngọn gió Tây Âu tràn vào Việt Nam, làm ngã đổ thuần phong mỹ tục của ngàn xưa. Tiêm nhiễm lấy nền văn minh vật chất, trọng ở sự phù phiếm xa hoa về thể xác hơn tinh thần. Người đời đua chen theo những thói hư tật xấu, làm bại hoại gia đình, hư hèn phong hóa. Một lớn về gia đình. Việc loạn lương can kỷ càng ngày càng chất ngất. Như giữa cha con thì mất cả hiếu từ, giữa chồng vợ thì mất cả ân nghĩa, giữa anh em thì mất cả kính thuận, giữa bè bạn thì mất cả thành thật, giữa chủ tớ thì mất cả trung tín. Ngoài ra, giữa tôi chúa không còn trung nghĩa, giữa thầy trò mất cả kính thành. Nói tóm lại, đạo luân thường đã hư hèn bại hoại. Gẫm nhiều người bội bạc thâm ân, nào kể chi là đạo quân thần. Tôi giết chúa, con đành sát phụ, lúc nguy cơ tớ mong hại chủ. Trò giết thầy, tội ấy đáng không? Thêm chồng giết vợ, vợ giết chồng, niềm huynh đệ cùng nhau sâu xé. Cũng hiếm lúc con còn giết mẹ, dành của tiền cốt nhục giết nhau, tranh lợi danh giết lẫn đồng bào, tình nhân loại phân chia yểm bách. Hai lớn về phong hóa thì xã hội càng ngày càng đồi bại, nảy sanh ra nhiều hạng người đàn điếm chơi bời, gian phi hung ác, ích kỷ sâu dân. Một hạng đàn điếm chơi bời không lúc nào thạnh hành bằng từ khi có ngọn gió vật chất thổi mạnh vào, làm cho con người say mê, quen thói chè chén say sưa giấc mã, la ó đánh đập, sanh ra lắm việc tồi tàn. Đàn điếm đĩ thỏa, son phấn lả lơi, trêu hoa cợt nguyệt, bài trò dâm loạn khả ố. Đấu kê đổ bát, dối gạt lẫn lường, thua thiếu nợ nần sanh ra cướp giật. Hút sách nghiện ngập, cạo ống vét nồi, cầm quần bán áo, làm những điều hèn hạ nhuốc nhơ. Về vấn đề này, Đức Huỳnh Giáo Chủ đã khéo trách thiện trong mấy vần thơ dưới đây. Ở thị thiền đua chen sướng khởi, những tuồng hư cho bọn gái lẫn trai, nào hút thuốc phiện hội ve chai, nào trùm đĩ ma cô nghề hút máu. Ai để mắt xem đời châu đáo, chẳng khỏi than dùm dân tộc quá hư hèn. Diện áo quần son phấn lấn chen, miễn cho mình được lên xe xuống ngựa. Mãn điểm tô huy hoàng nhà cửa, ai khốn cùng để mặt đất trời xoay. Hai nhỏ, hạng gian phi là những kẻ chuyên sống về nghề khoét chết đào tường, năm này tháng nọ chẳng chịu ra sức làm ăn, ngoài ra còn bài mưu này kế nọ, lường gạt kẻ làm ăn chân chất mà lòng không chút ăn năn cải hối. Chuyên sống về nghề mua vật bán dành, buôn lậu đầu cơ, lường cân tráo đấu, hại kẻ quê mùa dốt nát, vì mình mà sống cơ cực thiếu thốn. Về hạng này, Đức Huỳnh Giáo Chủ thường khuyên: việc bán buôn phải giữ ngang cân,
chớ tập tánh lẫn lường tráo đấu. Các công cuộc của người tánh xấu ta giữ gìn chớ có nhiễm vào. Chuyên sống về nghề cho vay cắt cổ, vốn một lời mười, thi hành phát mãi, ở đỡ nát lời, gây nên một cảnh trạng bức hiếp thê thảm cho kẻ cô thân bần tiện. Bà nhỏ, hạng hung ác là những người chửi cha mắng mẹ, rủa xả chồm riềng, không kiêng già cả, kêu réo thánh thần, miệng không ngớt lời độc ác với kẻ trong nhà cũng như người ngoài ngõ. Ỷ khôn lanh huống hiếp những người hiền lương khờ khật, từ miếng ăn cho đến thức mặc đều đặt trên lẽ hung tàn ác độc. Bốn nhỏ, hạng ích kỷ là hạng người chỉ biết sống riêng, ngày tháng cứ bo bo giữ của, không lòng bố thí. Chẳng những thế mà lại còn tham lam, vừa hốt của người một cách sâu hiểm. Năm nhỏ, hạng sâu dân là hạng người giá áo túi cơm, phỉnh gạt dân chúng bằng ngòi viết ngọn roi, khiến cho đám dân đen phải sống với sự đàn áp bóc lột mà họ vẫn ngang nhiên không biết xấu xa hổ thẹn. Về hạng này, Đức Huỳnh giáo chủ đã lắm phen thống trách như mấy vần thơ dưới đây. Đời cũng lắm bao người giá áo, nương bả vinh nhiều hạng túi cơm. Thấy dân ngu trong giả sẵn hòm, quyết kiếm thế đặng toan lừa dối. Sáu nhỏ, hạng người ngộm là hạng người vô ích trong xã hội, sống một cách trơ trẽn với sự ám ảnh của dục dục, chỉ biết ăn với ngủ, không khác gì đời sống của con vật. Về hạng này, trong sám giảng có đoạn tả như vậy: đời lắm kẻ đầu trâu mặt ngựa, coi sự sống như tiên nưa nữa, mê mùi thơm như cá lục châu, sao chẳng lo thức tỉnh quầy đầu, cho khỏi thẹn với người thượng cổ. Vô liêm sĩ chỉ vùi đầu óc trong một cuộc truy hoang vật lạc, lò chân dọn hình chấp lả lơi, bày trò bướm ông hoa nguyệt một cách nhơ nhuốc tối tăm. Chẳng những thế mà lại còn tự phụ vào mớ học văn minh cặn bã, trở lại phỉ báng ông cha, khinh chê cổ tục, không chút liêm sĩ thẹn thùa. Vì hạng này, Đức Huỳnh giáo chủ không ngớt than phiền như mấy câu dưới đây: văn minh sửa mặt sửa mày, áo quần láng mướt, ngày ngày ăn chơi, dọn xem hình dốc lả lơi, ra đường ăn nói những lời nguyệt hoa. Trong tâm chứa những điều tà, lời ăn tiếng nói thiệt là quá lanh, xưng là đầu trẻ tuổi xanh, chẳng trao hiền đức học hành làm chi. Khôn ngoan thời những chuyện gì, cũng là lừa dối vậy thì dân quê. Người xưa nó lại khinh chê, ông cha hủ bại u mê hơn mình. Tự do trai gái kết tình, với lo trao sữa cho mình đẹp tươi. Gái trai đến tuổi 20, chẳng kiêng cha mẹ nói cười lả lơi. So hình sửa sắc chiều mới, đặng làm những chuyện trái đời vô liêm. Cớ sao chế cổ trọng kim, phụ cha phản chúa lỗi niềm tôi con. Thấy đời trần hạ thon don, ai nuôi cho lớn mà còn khinh khi. Ông cha thuở trước ngu si, mà ngay mà thật hơn thì đời nay. Học hay lợi dụng tiền tài, lên quan xuống huyện ăn xài lả lê. Gặp ai đoái rách thì chê, miệng kia hễ mở chửi thề gian dân. Chẳng lo rèn trí lập thân, để làm xảo trá khổ thân sau này. Trên đây là trạng thái đồi trụy của xã hội Việt Nam về phương diện đời. Đến như về phương diện đạo, tinh thần đọa lạc cũng không kém. B. Về phương diện đạo,
Nước ta từ ngàn xưa đã tiêm nhiễm đạo Nho và đạo Phật, là hai mối đạo làm nền tảng cho phong hóa kỷ cương, xây dựng nền quốc thạnh dân cường, đào tạo nên hạng người anh hùng tiết liệt, làm rạng rỡ cho quê hương đất nước. Nhưng mấy lúc gần đây, những nền đạo lý nhân nghĩa tốt đẹp ấy đã bị làn sóng văn minh vật chất lôi cuốn, khiến cho thất chân truyền và một ngày một suy lạc. Một lớn về đạo Nho, thì thuyết tu tề trị bình, luân thường đạo nghĩa của ngàn xưa đã đến hồi suy di hữu bại. Kẻ học Nho ngày nay không còn mấy người được phong độ quân tử, đem đạo thánh hiền truyền bá trong dân gian, chấn chỉnh can thường đạo nghĩa, gây nên một học phong sĩ khí, mà chỉ đem cái sở học ra áp dụng vào những việc buôn y bán lễ, làm thơ cợt nhã trêu đời, coi như dưới mắt không ai, hiu hiu tự đắc. Về hạng hữu Nho này, sám giảng có đoạn biểu trạng như vậy: đàn nhu thầy lễ cũng kỳ, mắc phải chuyện gì phủ phục bình hưng, lại thêm đờn địch từng tưng, đem con heo sống mà dưng làm gì, chủ gia kẻ lại người quỳ, làm chuyện dị kỳ giả dối hay không? Nếu không thì trả lời không, bằng mà có dối thì hồng sửa đi. Thương đời ta luống sầu bi, học Nho cứ mãi làm thi ngạo đời. Rung đùi ngắm chuyện trên trời, tình duyên cá nước dậy thời dỗ con. Thấy đời ta cũng héo hon, học Nho mà chẳng làm tròn nghĩa nhân. Về hiện trạng suy đồi của đạo Nho, ông Thanh Sĩ có viết: trong nước chúng ta, trước kia hầu hết từ hàng vua quan đến dân giả đều đồng nhất hưởng ứng lý thuyết của Khổng Tử là tu vì nhân đạo. Mỗi người đều phải học nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Việc này phô trương khắp xứ ai cũng biết. Sau khi biết nhân, nghĩa, lễ, trí, tín rồi, họ thực hành như tôi trung với Chúa, con hiếu với cha mẹ, vân vân. Dù ai cũng vậy. Nhưng từ sau ngày nước nhà bị trị, nghĩa là từ đời vua Tự Đức trở lại đây, làn sóng văn minh phương Âu tràn vào xứ sở, bôi xóa tất cả thành tích đạo nghĩa trước kia của dân tộc. Từ đó, đạo nghĩa bị bôi lọ tất cả, đổi lại lắm thoái tồi bại trong xứ sở. Vì thế, đạo luân thường phai dần đi. Cho đến ngày nay, mặc dù có nhiều chùa miếu, nhiều tổ chức trùng hương đạo thánh hiền, nhưng không trở lại như cũ. Hai lớn về đạo Phật, đạo Nho đã thế, đạo Phật cũng không hơn gì. Trên lịch sử Việt Nam, Phật giáo đặt vững cơ đồ ở đời Lý, đời Trần, nhưng trải qua bao cuộc thăng trầm của đất nước, chánh pháp cũng theo thời gian mà suy dần trong dĩ vãng. Thừa lúc loạn lạc, Trịnh Nguyễn phân tranh, rồi tiếp tục thực dân đô hộ non một thế kỷ, tinh thần dân chúng hoang mang mất cả tự tin. Những lối tu yếm thế, mê tín dị đoan, pha màu phương thuật lại được dịp xây dựng quy mô, làm cho nền giáo pháp dân tộc phải thối triều trong khoảng thời gian suốt năm thế kỷ. Ông Thanh Sĩ cũng nhận định tệ suy đồi của đạo Phật Việt Nam như sau: cùng một cảnh huống đạo Khổng Tử, đạo Phật Thích Ca ở xứ ta hồi thời nhà Đinh, Lê, Lý, Trần rất thịnh đạt. Không những trong dân chúng mà luôn đến hàng vua chúa cũng cùng một tin tưởng mạnh mẽ. Nhưng kể từ khi các vị tổ bên Trung Hoa ngưng việc truyền y phó bác đến nay, phái thần tú càng lúc càng thêm mạnh. Không những ở Trung Hoa mà còn truyền qua xứ ta, họ bày ra cách thờ cúng đầy thinh, âm, sắc, tướng, tức là đờn, đẩu, trống, phách, lầu phướng, xá hạt, vân vân, làm việc hữu hình hữu ảnh. Dân chúng xứ ta dần dần theo đó mà xa lần mũi đạo vô vi chánh pháp của Phật. Nền chánh giáo từ đó càng ngày càng lu. Các ngôi chùa miếu phần nhiều chỉ là cái giỏ để các tà sư làm mê hoặc thập phương, lợi dụng việc no cơm ấm áo vậy thôi,
chứ họ không chủ vào việc dắt người đến chỗ sáng sủa, giải thoát. Về những lưu tệ do thần tú bày ra, như làm thầy đám, bày chuông mỏ, lầu phướng xá hạt, làm trai đàn, bày lắm trò âm thinh sắc tướng, đã được sám giả mô tả trong những đoạn như sau. Lũ thầy đám hay bày trò khỉ, mượn kinh luân tụng mướn lấy tiền, chốn diêm đình ghi tội liên miên, mà sanh chúng nào đâu có rõ. Theo thần tú tạo nhiều chuông mỏ, từ xưa nay có mấy ai thành. Phật từ bi độ tử độ sanh, là độ kẻ hiền lương nhân ái. Xá với phướng là trò kỳ quái, làm trai đàn che miệng thế gian. Kẻ vinh hoa phú quý giàu sang, mướn tăng chúng đặng làm chữ hiếu. Ngoài những tệ đoan vừa kể, còn nhiều điều sai lầm khác nữa, như khoác áo thầy tu, làm nhân bông tụng mướn, bày việc đốt với tiền vàng bạc, cúng kiến chè xôi, bài trò hát Phật mà trong sám giảng của Đức Huỳnh Giáo Chủ đã vạch trần nhiều đoạn sai lầm giả dối. Kinh với sám tụng nghe thánh thoát, lũ nhân bông tập luyện đã rành, đấu với đờn kèn trống nghiệp sanh, làm ăn rập đặng đòi cao giá. Tâm trần tục còn phân nhân ngã, thì làm sao thoát khỏi luân hồi? Những giấy tiền vàng bạc cũng thôi, chớ có đốt tốn tiền vô lý. Xưa thần tú bày điều tà mị, mà dắt diều bá tánh đời đường. Thấy chúng sanh lầm lạc đáng thương, cõi âm phủ đâu ăn của hối. Đúc Phật lớn chùa cao bối rối, mà làm cho Phật giáo suy đồi. Tu vô vi chớ cúng chè xôi, Phật chẳng muốn chúng sanh lo lót. Tăng với chúng ưa ăn đồ ngọt, nên bày ra cúng kiến hoài hoài. Ý nhiều tiền chẳng biết thương ai, cúng với lại khó trừ cho đặng. Kẻ nghèo khó tu hành ngay thẳng, không cầu siêu Phật bỏ hay sao? Lập trai đàn chạy chọt lao sao, bôi lem mặt bày tuồng hát Phật. Nay nhầm lúc mùa màng ngập thất, vậy hãy mau bỏ bớt dị đoan. Cao Đại Giáo cũng nhận thời kỳ này Tam giáo đã thất truyền, nên nhân sanh lần lần tiêu đạo đức, phế tinh thần, mới chuộng sự hữu tình, nên bài những âm thanh sắc tướng. Không ai còn để chí lưu tâm đến chỗ thâm huyền cao viễn, chỉ ưa sự dễ dàng, tạng thấy tạng nghe, rồi cứ đầy lòng nhân dục tham mê, mới gây tội án nặng nề, phải mang lấy sừng lông mà bị thối hóa lại súc sanh và luân hồi lục đạo. Sự thất chân truyền ấy đã biểu lộ qua các biến tướng trong Tam giáo. Một nhỏ, đạo Thích, đạo Thiền bài dị đoan từ thời thần tú là mê hoặc nhân sanh. Vậy cũng phổ độ, cũng dược dành, mà chỉ đem con người vào đường u ám, lạc lầm. Kinh sấm truyền lại mà không khảo cứu, kiếm tầm cho ra chân lý, chẳng tri tham thiền, không gom thần nhập định. Hai nhỏ, còn nho giáo sao đời mạnh tử, càng ngày càng lạc lầm, đường thiên lý chẳng cần, chỗ thâm nghiêm không rõ, chỉ học đặng khoe tài hay giỏi, dục lợi cầu danh, tổn nhân ích kỷ, chớ không chịu học để sửa mình, tầm hiểu cho tột cùng cái lý cao siêu huyền bí, cái cơ nguồn cội muôn loài. Nói tóm lại, xã hội Việt Nam sau ngày bị Pháp đô hộ đã băng hoại cả hai phương diện đời sống vật chất và tinh thần. Nhan nhản những cảnh tượng đồi trụy diễn ra khắp hang cùng ngõ hẻm, lắm trò bại lý thương luân. Nơi thành thị,
vật chất hào hoa đã đánh chết bao nhiêu mầm non của đất nước, sống dưới dâm ô, cờ bạc rượu chè, nhà thổ á phiện, gục ngã bên đường trụy lạc. Chốn thôn quê, tệ lậu mê tín dị đoan gieo rắc ủy mị yếu hèn trong lòng nông dân thiếu học. Đa số đồng bào chịu cảnh mù chữ, đời sống đều quay quần theo thầy bùa, thầy pháp, thầy ngải, thầy lỗ ban, xin xăm bói quẻ, hối lộ thánh thần, sống cùng ma quỷ, làm ngăn cản con đường tiến thủ quốc gia, tiêu trầm đức tự tin dân tộc. Người đời phó thác tánh mạng cho thầy pháp, thầy phù, cho ma, cho quỷ. Hằng đêm cùng làng khắp xóm vang lên tiếng trống, tiếng kèn, tiếng hò hét của thầy pháp, của nhân bông, của đồng bóng. Đầu óc của hạng dân quê mất học đã thế, đến như hạng thanh niên tân học thì trái lại. Một khi cặp sách đến trường là xây mộng làm quan, riêng hưởng vinh hoa phú quý trên mồ hôi nước mắt của đám dân đen chất phác. Đến như giới cần lao thì âm thầm chịu đựng số phận tôi đoài, bị bóc lột, khủng bố mà không dám than gian phản kháng. Chính trong hoàn cảnh đen tối thê thảm ấy, Đức Huỳnh Giáo Chủ ra đời. Chương 2. Thân thế. Sanh trưởng. Đức Huỳnh Giáo Chủ tên tộc là Huỳnh Phú Sổ, sanh tại làng Hòa Hảo, một thôn nằm trên Bắc Ngạn sông Vàm Nao, thuộc quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc. Ngày 25 tháng 11 năm Kỷ Mùi, tính ra nhằm ngày 15 tháng Giêng năm 1920. Thân sanh của ngài là Đức ông Huỳnh Công Bộ, lúc bấy giờ làm hương cả làng Hòa Hảo. Thân mẫu của ngài là Đức bà Lê Thị Nhậm. Đức Huỳnh Giáo Chủ thường được người đời gọi là Thầy Tư Hòa Hảo hay tôn xưng Đức Huỳnh Giáo Chủ. Còn tín đồ thì gọi ngài là Thầy hay Đức Thầy. Và nền đạo của ngài khai sáng được mang danh là Phật Giáo Hòa Hảo, một tông phái đạo Phật thành lập tại làng Hòa Hảo. Từ trước đến nay, việc lấy địa danh làm tông danh là điều thường thấy trong đạo Phật, như phái Thiên Thai Tông bên Trung Hoa sở dĩ thành danh là vì tông này xây dựng già lam trên núi Thiên Thai, cũng như phái Trúc Lâm Yên Tử ở nước Việt Nam chúng ta được thành danh do ngài Điều Ngự Giác Hoàng, tức vua Trần Nhân Tôn, khai sáng một thiền phái Việt Nam trên núi Yên Tử, tỉnh Quảng Yên. Tánh tình. Ngay từ khi còn bé, ngài đã tỏ ra hơn người trong mọi phương diện. Tánh ngài điềm đạm, ít chịu trửng giỡn cợt đùa, thường tìm nơi thanh vắng ngồi trầm tư mặc tưởng. Ngài không thích đờn ca sướng hát. Vì thế, những chỗ hội hè đình đám, những nơi tụ họp đông người, ngài luôn luôn xa lánh. Từ lúc bé bỏng, ngài có tính hiếu sanh, không chịu bắt bướm chuồn chuồn hay bắt dế để chọi nhau chơi. Những thú vui như đá cá ly thia, đá gà, những thú vui có tính sát hại hay làm tổn thương thì ngài không thích. Có lần ngài ra ruộng gặp con cóc, ngài la lên, nhưng đến khi các trẻ khác bu lại kiếm bắt thì ngài lấy chơn đè giấu con cóc cho mọi người không tìm thấy. Đến khi chúng bạn tản ra, ngài mới lấy chơn lên cho con cóc thoát nạn. Lòng hiếu sanh của ngài đã biểu lộ qua nhiều cử chỉ nhân từ, thương xót các loài vật. Ngài có tánh cả thẹn đối với phụ nữ. Khi đến tuổi trưởng thành, hễ ai đề cập đến vấn đề hôn nhân là bị ngài phản đối ngay. Ngài thường tuyên bố thích sống độc thân để được tự do hoạt động. Học lực. Từ khi cặp sách đến trường, ngài đã tỏ ra xuất sắc hơn chúng bạn. Ban sơ, Đức ông cho ngài học các lớp sơ đẳng tại trường Hòa Hảo lúc bấy giờ, tạm lấy nhà công sở trước đình thần làm trường sở. Năm 1950, công sở bị dỡ, nay là Thư viện Hòa Hảo. Cứ như được biết niên học năm 1927-1928, ngài đã học với ông giáo Phan Văn Khoái. Sau khi học hết các lớp sơ đẳng ở Hòa Hảo, Đức ông cho ngài tiếp tục học tại trường tiểu học Bổ Túc Tân Châu với ông giáo Lê Văn Tám, dạy lớp nhì năm thứ nhất. Trong lúc ấy, ngài ở trọ nhà ông Huỳnh Văn Sánh, thợ bạc ở Tân Châu. Sau khi đậu bằng tiểu học,
Certificat d'études élémentaires. Ngài phải thôi học vì bệnh hoạn, mặc dầu đức ông đủ sức cho ngài tiếp tục học thêm nữa. Sức khỏe. Thật ra thì lúc nào ngài cũng đau ốm luôn, không mấy khi được khỏe mạnh, lâu lâu lại phát lên cơn sốt rét dữ dội. Vì vậy mà ngài xanh xao ẻo lả, có lúc mất ăn mất ngủ nhiều ngày, xem chừng bệnh tình trầm trọng lắm, có thể chết được. Đức ông đức bà hết sức lo buồn, hằng kiếm thầy chữa trị mà bệnh vẫn không thuyên giảm. Ban đầu còn chạy chữa ở những thầy thuốc bắc thuốc nam trong làng mà không hết. Trái lại, bệnh trạng xem khác thường, khi mạnh khi yếu, khiến mọi người nghi là mắc bệnh tà và nghĩ đến cách chữa trị bằng pháp thuật bùa ngải. Nghe đồn ở núi Trà Sư có ông thầy Sôm hay Đạo Sôm, tục danh là Lê Hồng Nhật, một tu sĩ nổi tiếng giỏi pháp thuật, đã từng chữa mạnh nhiều bệnh bằng bùa ngải. Đức ông bèn cho chở ngài đến, nhưng rốt cuộc cũng không thấy hiệu quả. Ngoài ra, đức ông còn đưa ngài xuống ông Bảy Còn ở chợ Cà Mau, thôn Long Kiến nhờ chữa trị. Ông Bảy là cháu nội của ông Đạo Thắng, một cao đệ của Đức Phật Thầy Tây An và đã được truyền nhiều diệu pháp để cứu dân độ thế. Ông Đạo Thắng truyền lại cho thân phụ ông Bảy và ông này truyền trao lại cho ông Bảy tiếp tục nghiệp ông cha. Ông Bảy vốn là người thân thuộc của đức ông nên đức ông rất tin cậy, đưa ngài đến để chữa trị. Ban đầu thấy có mồi thuyên giảm, nhưng về sau bệnh vẫn không thấy gì thay đổi. Nghe đồn ở Mặt Cần Dưng có ông Lục Cả chữa bệnh tà rất hay, đức ông cũng lo chở ngài đến nhờ chữa trị, nhưng bệnh ngài không khác gì giả ngộ. Mới thấy nguy kịch đó lại liền thấy mạnh khỏe. Như lần chở ngài đi, sau 7 ngày bỏ ăn bỏ ngủ, tưởng là nguy kịch lắm, chẳng ngờ lúc đi ghe, ngài lấy cơm nguội ra ăn hết 2 tô, lại uống thêm 2 tô nước sông. Phàm người bỏ ăn 5-7 ngày, muốn ăn lại phải cho uống nước cháo, rồi lần lần cho ăn cháo lỏng, dạ dày mới chịu nổi. Vậy mà ngài vẫn ăn khỏe như người thường và không thấy sao cả. Lúc bấy giờ lại có tin đồn bếp ngoan, tục danh Lê Minh Chiếu ở chợ Vàm, một tay lão luyện về bùa ngải của Miên và Xiêm, từng học với thầy ngải ở Tà Lơn và chữa lành các bệnh bị thư, bị ngải hay mắc bệnh tà. Trong lúc bất ngặt, đức ông cho chở ngài lên chợ Vàm, nhưng bếp ngoan chữa cũng trơ trơ. Về sau, ngài có thổ lộ cho một tín đồ ở Bạc Liêu biết, đó là ơn trên định dọn phần xác cho tinh khiết, chẳng khác nào xúc ve cho sạch trước khi đựng lấy nước trong. Ra làm bệnh. Bắt đầu từ năm Kỷ Mão, năm ngài được 21 tuổi, sau khi thôi học về nhà, ngài thường tỏ ra nhiều cử chỉ kỳ lạ, khi thì nằm thiêm thiếp, bỏ ăn, bỏ ngủ, lúc thì mạnh mẽ như người không bệnh, đi đứng như thường, nói năng hoạt bát. Đức ông cũng như bao nhiêu người khác đều cho ngài có tà ma quỷ quái chi dựa vào nên mới có trạng thái khác thường như vậy. Mặc dầu đức ông lo chữa chạy cho ngài tận tình, nhưng ngài thì cứ nói rằng không có bệnh chi cả, vì nể đức ông mới đi chạy thầy chạy thuốc như vậy. Một hôm ngài đi lên đầu trên xóm dưới truyền rao, nếu ai có mắc bệnh chi cứ đem lại cho ngài chữa trị cho. Thấy vậy đức ông bĩu môi, bệnh mình chạy ề như vậy mà không lo, còn đòi đi chữa bệnh người ta. Ban đầu không ai tin ngài có thể chữa bệnh, nhưng có một vài bệnh ngặt nghèo kể như hết phương cứu chữa, nghe ngài nói chữa được nên cũng liều đem đến, may ra có phép tiên phép Phật gì chăng. Giả lại ngài không có làm điều chi nguy đến tính mạng con bệnh. Hơn nữa, phương pháp của ngài dùng để chữa hay thuốc thang của ngài cho uống không có gì nguy hiểm. Vì vậy mà người ta đành liều chở bệnh đến nhờ ngài cứu chữa. Nhưng lạ lùng thay, bệnh nào ngài chịu chữa cũng đều được mạnh lành, mặc dầu đã tốn bao nhiêu tiền của và thuốc men. Do cách chữa trị huyền diệu ấy mà tiếng đồn lan rộng ra, nhất là từ ngày ngài chữa bệnh cho con gái ông Hương Chủ Hùng ở Hưng Nhơn mắc bệnh trùng, thập tử nhất sanh,
đã chạy chữa đủ thầy pháp thầy bùa trong vùng mà không hết. Nghe ngài chữa bệnh bằng phương pháp huyền diệu nên trở ra nhờ ngài chữa. Ngài dùng nước rải vào mặt bệnh nhân khiến bất tỉnh, ngất xỉu. Ngài bỏ đó, thân nhân lấy làm lo ngại, nhưng ngài bảo khiêng vào nhà sau, đợi đến giờ tí ngài sẽ chữa cho. Quả nhiên, khi đến giờ, ngài đem một chén nước lã bảo cậy miệng ra đổ. Trong chốc lát cô ấy tỉnh lại, rồi mạnh luôn, và từ đó gia đình của Hương Chủ Hùng không còn lo ngại về bệnh trùng nữa. Bắt đầu từ khi chữa dứt bệnh trùng cho gia đình Hương Chủ Hùng, tiếng tâm của ngài vang dậy khắp nơi. Chừng đó ngày nào người ta cũng nườm nượp chở bệnh đến, nhất là các bệnh điên hay bệnh tà. Xưa nay có tiếng là không ai chữa nổi, nay chở đến chật nhà chật cửa. Lúc bấy giờ nhà Đức Ông chật ních, nào bệnh nhân, nào những người hiếu kỳ đến xem chữa bệnh, chen nhau không còn chỗ trống. Có nhiều con bệnh hết sức hung tợn, ở nhà la ó hay hành hung không ai dám lệ gần, phải dùng thế bắt trói mới đem đi được. Thế mà khi đến ngài, ngài bảo lấy dây chuối cột tay dẫn lên, bệnh nhân riu ríu đi theo không chống cự. Cũng có con bệnh chưa chịu phép còn la ó hay múa tay múa chân, rút chiếc khăn quăng ra và hét: "Chư thần đâu, để vậy sao?" Hét vừa dứt tiếng thì bệnh nhân chạy đến chụp lấy chiếc khăn quấn vào tay, cùng siết chặt hai tay lại, vừa khóc lóc van lơn xin ngài tha thứ. Ngài nói: "Nếu biết ăn năn thì hãy xuất ra. Người ta có vợ có chồng rồi, đừng có xen vào phá gia can người ta. Hãy hứa không còn phá nữa, ta mới dung thứ." Con bệnh khóc lóc hứa từ nay không còn dám phá nữa. Ngài bảo mở trói, con bệnh tự tháo chiếc khăn ra. Ngài dạy lại lễ Phật, cho uống một chén nước lã rồi ra về. Ngoài bệnh trùng, bệnh điên, ngài còn chữa nhiều thứ bệnh khác nữa, như dịch tả, phong đơn, cai thuốc phiện, bỏ rượu một cách tài tình. Phương pháp chữa trị của ngài hết sức giản dị. Ngài cho uống nước lã hoặc giấy vàng hay giấy nhật báo xé nhỏ ra. Về phương dược thì các thứ lá cây như lá xoài, lá ổi, lá mít, các thứ bông như bông trang, bông thọ. Còn về niệt để đeo thì dùng chỉ trắng xe lại, có khi không có chỉ thì dùng dây chuối, dây bố, vân vân. Chỉ có bấy nhiêu dược liệu hết sức giản dị, không tốn tiền, mà bệnh nào uống vào cũng khỏi. Lạ nhất là những người ghiền á phiện hay ghiền rượu, chỉ uống nước lã mà bỏ rượu, bỏ á phiện cái một, không hành phạt chi chi cả. Ngoài ra, ngài cũng có cho toa thuốc bắc, ai có mắc bệnh cứ theo đó bổ về sắc uống, 10 bệnh hết 10, khỏi phải đem đến ngài chữa trị. Những phương thuốc còn ghi chép trong quyển Sấm Giảng Thi Văn toàn bộ, đến ngày nay nhiều người mắc bệnh đã theo toa thuốc ấy hốt về uống vẫn thấy hiệu nghiệm như một thứ thuốc tiên. Chương 3: Ra tế độ. Gây đức tin. Sở dĩ ngài Trổ Tài dùng huyền diệu của tiên gia chữa bệnh một cách thần diệu như thế là để chứng tỏ ngài không phải là hạng phàm nhân. Như mọi người đều biết, từ nhỏ đến lớn ngài có học thuốc với ai đâu, thế mà nay ngài bỗng dưng chữa bệnh, chữa đâu hết đó, nhất là những bệnh đau tà hay điên cuồng thì càng làm cho người đời phải đặt ra câu hỏi: đây có lẽ là một vị tiên Phật thánh thần chi chi mượn xác phàm để ra đời cứu thế chăng? Từ chỗ nghi ngờ phát sinh lòng tin tưởng, nghi sinh tín, đức tin đó càng ngày càng tăng trưởng là do hành động hay phương pháp chữa trị của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Chữa căn chứ không chữa quả, nghĩa là bệnh nào đau căn thì ngài nhận chữa, đau về quả thì ngài từ chối. Như có lần ở Nhân Nghĩa, có một bệnh điên chở đến, ngài cũng cho uống thuốc và làm cho con bệnh bớt điên. Nhưng ngài bảo thân nhân chở về nhà, ráng cầu nguyện và làm phước, may ra mới bớt. Điều này chứng tỏ ngài soi rõ căn quả của con bệnh. Bệnh nào thuộc về căn, bệnh nào thuộc về quả. Đó cũng là bằng chứng rằng ngài là một bậc siêu phàm mới có năng khiếu ấy.
Trong lúc chữa trị với những bệnh hung tợn, Ngài thường kêu gọi chư thần, chư vị sai khiến như bảo trói hay khảo tra, thì liền sau đó con bệnh tự trói lấy, tự lấy roi đánh vào người, rồi lăn lộn than khóc, van xin Ngài đừng cho khảo tra nữa để nó cung khai. Ngài sai khiến được chư thần như thế, hẳn Ngài là bậc phi phàm, Phật tiên thần thánh chi chi mới có năng lực sai thần tróc quỷ như vậy. Có nhiều chứng bệnh Ngài không chữa bằng phương pháp huyền diệu như cho uống lá cây hay các thứ bông, mà lại bằng phương pháp thường của một vị lương y như bao nhiêu lương y trong làng. Nghĩa là ra toa, rồi cầm toa ấy lại tiệm thuốc bắc, hốt thuốc về sắc uống. Ngài có học thuốc bắc hồi nào đâu, thế mà Ngài viết các tên thuốc rất đúng. Đến các thầy thuốc bắc cũng phải kinh ngạc. Điều này chứng tỏ Ngài không phải là hạng thường nhân. Mỗi khi Ngài chữa bệnh, thường buộc con bệnh uống nước cúng Phật, và khi lành mạnh bắt phải lại bàn thờ Phật. Ngoài ra, Ngài còn dạy khi về nhà ráng niệm Phật và cầu nguyện, làm lành lánh dữ. Sau ngày Ngài chính thức mở đạo, nếu ai muốn quy y thì Ngài nhận cho quy y và bắt phải học các bài nguyện, rồi về lập bàn thờ Phật hằng đêm lễ bái. Điều này chứng tỏ Ngài quy ngưỡng theo Phật, một vị siêu phàm trong hàng ngũ Phật Thánh. Từ ngày Ngài ra chữa trị, độ bệnh cứu đời, thường sai khiến chư thần chư vị, thì những đồng bóng hay cốt ông này bà nọ không còn dám về đồng hay nhập cốt nữa. Chủ nhân quá tha thiết cầu thỉnh thì có vị cho biết rằng: này có Phật, Bồ Tát ra đời cứu dân độ thế, uy lực rất lớn, nên chúng không dám về đồng hay bén mảng lại gần, vì tự nhận thấy mình là phần còn ăn thịt uống rượu, nên không dám lại gần các hàng Phật Thánh, sợ bị chư thần chư vị đánh đuổi. Do đó mà người trong làng được biết phần thiêng liêng hay Đức Huỳnh Giáo Chủ về mặt siêu hình là một vị có phẩm trật cao siêu trong hàng Phật Thánh. Do những phương pháp chữa trị huyền diệu cũng như ngôn hành của Đức Huỳnh Giáo Chủ thi thiết đối với đời mà người ta nhận Ngài là một đấng siêu phàm, hoặc vì nhờ được mạnh mà cảm lòng từ bi của chư vị tới trăm quan, nên người đời quy ngưỡng theo Đức Huỳnh Giáo Chủ và đặt cả đức tin vào sự cứu độ của Ngài. Nói tóm lại, sở dĩ Ngài dùng huyền diệu của tiên gia độ bệnh là để gây lòng cảm mến, rồi từ cảm mến được cứu độ mà người đời đặt cả đức tin vào sự giáo độ của Ngài. Thuyết giảng: để gây niềm tin vào tâm đạo của mọi người, ngoài phương pháp dùng huyền diệu của tiên gia chữa bệnh, Đức Huỳnh Giáo Chủ còn thuyết giảng những giáo lý cao siêu của đạo Phật cho kẻ có lòng mộ đạo quy căn, gây gốc thiện duyên cùng thầy tổ. Ngài thuyết giảng cả ngày lẫn đêm mà không biết mỏi. Ngoài bệnh nhân đến chữa trị, nay thêm hạng người đến nghe đạo lý xin thơ bài, thành thử nhà đức ông không còn chỗ chứa. Chính phương pháp giảng thuyết đã thu hút đông người hơn lối chữa trị huyền diệu, vì trong những lời thuyết giáo có ẩn ý thiên cơ, thức tỉnh lòng người, hầu ăn năn cải hóa, làm lành lánh dữ. Nhất là Ngài ám thông tâm lý, biết rõ lòng người, nói rất đúng như người ở trong nhà, không ẩn khúc nào có thể giấu giếm Ngài được. Ngài còn thấu cả tiền căn hậu kiếp của mỗi người qua thơ bài của Ngài viết tặng, càng làm cho mọi người khâm phục quy ngưỡng càng lúc càng đông. Chúng tin tưởng Ngài là một vị siêu phàm có sứ mạng xuống trần cứu dân độ thế. Lối nói của Ngài rất hấp dẫn, ai nghe cũng cảm, vì Ngài hết sức bình dị và luôn khiêm tốn, không hề xưng hô lớn lối. Vừa thuyết giảng, vừa cho thơ bài, đượm nhuần giọng văn tao nhã, sực nước lời lẽ cao siêu của Đức Phật. Vì vậy có mãnh lực giác tỉnh phi thường, người đời phát tâm bồ đề, quy đầu chánh pháp. Sau một thời gian chữa bệnh và thuyết giảng, đem niềm tin tưởng cho lòng người, Ngài cảm thấy cơ duyên đã đến cho Ngài thọ lấy sắc lệnh của thiên đình mở cơ phổ hóa,
giác tỉnh quần mê, hầu có hoàn thành sứ mạng tuyển chọn người hiền đến hội Long Hoa và lập đời thượng nguân an lạc. Lễ cáo Hoàng Thiên. Phàm làm một việc gì, trước khi lãnh lấy trách nhiệm như vị tổng thống hay thủ tướng chẳng hạn, phải làm lễ ra mắt, tuyên cáo quốc dân. Hồi xưa, muốn đưa một vị tướng lên cầm quân như Văn Dương chọn Khương Tử Nha hay Hấn Bái Công chọn Hàn Tín làm tướng, đều có tổ chức lễ đăng đàn bái tướng để chính thức phong tướng và đồng thời trao ấn tín cho vị tướng ấy có đủ uy quyền ra cầm binh khiển tướng, thi hành nghiêm lệnh. Trường hợp của Đức Huỳnh Giáo Chủ cũng thế. Trước khi chánh thức lãnh sắc lệnh của thiên đình ra đời cứu dân độ thế, Ngài cũng phải tổ chức lễ cáo Hoàng Thiên để chính thức nhận lấy trách nhiệm. Ngài chọn ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão làm lễ cáo Hoàng Thiên. Cứ theo lời của ông Nguyễn Văn Truyền, nguyên kiểm soát trong ban trị sự xã Hòa Hảo kể lại, thì chính ông lãnh việc trang trí một bàn hương án trước sân nhà Đức ông. Trên bàn ấy có để ba chung nước, một chén bông, một lư hương và một cặp đèn. Sau khi bàn hương án đã dọn, Ngài cho mời Đức ông là chủ nhà ra chứng kiến. Đức thầy bèn đốt hương xá bốn hướng, rồi quay lại bàn hương án khấn vái một hồi lâu mới cắm hương và lễ bốn lại. Thế là cuộc lễ cáo Hoàng Thiên đã xong, ông Truyền lại có phận sự dẹp bàn hương án như khi đã dọn ra. Viết sấm giảng, đã chữa bệnh, đã thuyết giảng, tuy đã gây được niềm tin ở một số người, nhưng chưa chỉ pháp môn tu hành là điều mà những người muốn tu hành cần phải có, để nương theo đó mà tu học, hầu cho đắc thành quả vị Phật Thánh, hay hoàn toàn giải thoát. Vì vậy, sau khi làm lễ cáo Hoàng Thiên, Ngài chăm chú vào việc viết sấm giảng để trình bày hay phổ truyền giáo pháp của Ngài. Người ta có thể do nơi đó để biết rõ Ngài có phải là một bậc chân sư và giáo pháp của Ngài có phải là chánh pháp không. Ngài viết dễ dàng, không cần đến giấy nháp. Tác phẩm của Ngài phần lớn thuộc loại văn dần, với tác dụng là để cho hạng dân quê ít học, dễ đọc và dễ nhớ. Giả lại, loại văn dần có sức truyền cảm hơn loại văn xuôi. Sau đây là những quyển giảng của Ngài đã viết. Một nhỏ, sấm giảng khuyên người đời tu niệm. Đây là quyển thứ nhất có 912 câu, viết tại Hòa Hảo vào khoảng sau khi làm lễ cáo Hoàng Thiên năm Kỷ Mão 1939. Trong quyển giảng này, đại ước Ngài cho biết, trước khi trực tiếp giáo độ chúng sanh, Ngài đã phương tiện hóa hiện dạo lục châu, giả dạng người già, kẻ trẻ, kẻ buôn bán, ăn xin, chèo đò, rước khách, để có dịp đánh thức người đời rằng có Phật tiên xuống thế. Có nhiều bằng chứng xác nhận dấu vết cuộc châu du của Ngài. Như trường hợp cô Lê Thị Cứng ở Hòa Hảo mất trộm, được Ngài nhắc việc cô này coi bói ở những câu như sau. Có người ở xóm Bằng Nai bị mất trộm trài, đồ đạc sạch trơn. Chu thần bày tỏ nguồn cơn rằng người nghèo khó đương hờn phận duyên. Đi nghe vội giả quầy thuyền, dùng khoa coi bói giải phiền phàm nhân. Coi rồi bày tỏ thiệt hơn, khuyên cô đừng giận, đừng hờn làm chi. Cô Cứng xác nhận, sau khi bắt trộm, có một chiếc ghe chở bốn người, trong đó có một người tự nhận làm thầy bói, ghé nhà cô để coi bói. Một đoạn nữa trong sấm giảng nói về trường hợp ông chủ phối ở lòng ông trưởng mà Ngài ghé nhà đàm đạo với ông đạo ba như Ngài đã đề cập trong sấm giảng. Xuống thuyền xuôi nước thẳng sông, ghé nhà chủ phối xem lòng đạo ba, ngồi chơi đạo lý bàn qua, mấy bà có biết lúa mà bay không? Có người đạo lý hơi thông, xin ông bày tỏ cho tôi hiểu rài. Đi nghe liền mới tỏ bày, lúa bay về núi dành rầy ngày sau. Hỏi qua tu niệm âm hao, không biết câu nào trái ý đạo ba.
buồn đời điên mới bước ra, tay gai chèo quế dạo thì khắp nơi. Khi đọc đến đoạn giảng này, ông Đạo Ba nhìn nhận có y như vậy. Ngoài ra còn trường hợp của ông Năm Hẳn ở làng Kiến An, thường xưng là quan dân trường mượn xác mà ngài có ghé, như đoạn sau đây đã thổ lộ trong sấm giảng. Thảm thương bá tánh lắm ôi, bồng lai tiên cảnh trao rồi một khi. Nếu ai rảnh việc thì đi, còn mắc nợ thì ở lại dương gian. Có người xưng hiệu ông quan, tên thiệt dân trường ở dưới dinh ông. Thấy đời cũng bắt động lòng, ghé vào tệ xá thẳng xông lên nhà. Mình người tu niệm vậy mà, nói chi lớn tiếng người mà khinh khi. Người nhà cảm tạ một khi, cúng năm cắt bạc tiền đi non bồng. Việc này ông Năm Hẳn cũng nhìn nhận là đúng sự thật. Có một ông già râu tóc bạc phơ ghé nhà ông thuyết giảng, và chính ông có cúng năm cắt bạc tiền đi non bồng. Còn nhiều bằng chứng khác nữa ghi dấu ngài có đi dạo Lục Châu, khi giả dạng người này người khác, mà phần đông đều được mục kích hay đàm luận. Hai nhỏ, kệ dân của người khùng. Đây là quyển thứ hai có 476 câu, viết tại Hòa Hảo ngày 12 tháng 9 năm Kỷ Mão 1939. Đại ý quyển này, ngài chỉ dạch máy huyền cơ cho nhân sanh được biết, có sớm hồi đầu trở lại tinh tấn tu hành, hầu được cứu rỗi trong ngày tận diệt hay giảng sanh cực lạc, như đoạn giảng sau đây. Nhìn cuộc thế đổi thay quá gắt, mấy thiên cơ mỗi phút mỗi thay, nẻo thành suy như thể tên bay, đường dinh nhục rủi mây một lát. Ai phú quý vào đài ra cát, ta điên khùng thương hết thế trần, khuyên chúng sanh chẳng biết mấy lần, nào ai có tĩnh tâm tìm đạo. Hay là đến chừng đó bốn phương có giặc, khắp hoàng cầu thiết thiết tha tha, vậy sớm mau kiếm chữ ma ha thì Phật cứu khỏi nơi khói lửa. Đồng thời ngài đem chánh pháp vô vi của Đức Phật Thích Ca đối kháng lại giáo pháp âm thinh sắc tướng của thần tú đang thạnh hành, khuyên sư giải mau mau cải hối, làm vô vi chánh đạo mới mộng. Đạo Thích Ca nhiều nẻo cao sâu, hãy tìm kiếm cái không mới có. Ngồi tam bảo hãy thờ trần đỏ, tạo làm chi những cốt với hình. Khùng nói cho già trẻ làm tin, theo lục tổ chớ theo thần tú. Hay là theo thần tú tạo nhiều chuông mỏ, từ xưa nay có mấy ai thành. Phật từ bi độ tử độ sanh, là độ kẻ hiền lương nhân ái. Xá với phướng là trò kỳ quái, làm trai đàn che miệng thế gian. Kẻ vinh hoa phú quý giàu sang, mướn tăng chúng đặng làm chữ hiếu. Thường bá tánh vì không rõ hiểu, tưởng vậy là nhân nghĩa vẹn tròn, thấy lạc lầm đây đồng lòng son, khuyên bổn đạo hãy nên tỉnh ngộ. Ba nhỏ, sấm giảng. Đây là quyển thứ ba gồm có 612 câu, viết tại Hòa Hảo vào năm Kỷ Mão 1939. Đại ý quyển này, đoạn đầu mách cho biết những tai nạn hải hùng gớm ghê trong lúc biến đi, như đoạn sau đây. Thương đời ta mượn bút nghiêng, thở than ít tiếng, giải phiền lòng son. Bắt đầu cha nọ lạc con, thân này thương chúng, hao mòn từ đây. Minh hoàng chưa ngự đài mây, gẫm trong thế sự còn đầy gian trung. Đò đưa cứu kẻ trầm luân, đặng chờ giận đến mới mừng chúa tôi. Thảm thương thế sự lắm ôi, dãy đầy thế thảm lắm hồi mê ly. Hay là lao sao bể bắc non tận, quân phiên tham báo xa gần cũng qua.
tranh phân cho rõ tài ba, cùng nhau giành giật mới là thay phơi. Khổ lao đà sắp đến nơi, thế gian bớt miệng kêu mời cõi âm. Đồng thời dạy cho gái trai lớn nhỏ biết cách ăn thói ở đúng theo luân thường đạo nghĩa. Có như thế mới mong sống sót trong những ngày lập hội, như đoạn giảng sau đây. Nào là luân lý tứ ân, phải lo đền đáp xác thân mới còn. Ai mà sửa đặng vuông tròn, lòng dân đến hội lầu son giữa kề. Dạy về bổn phận làm trai. Dạy rồi cái đạo tu hiền, làm trai nhỏ tuổi tình duyên đang nồng, cũng đừng ghẹo gái có chồng, cũng đừng phá hoại chữ đồng gái trinh. Ra đường chọc ghẹo gái xinh, nửa sau mắc phải yêu tinh hư mình. Xử cho vẹn chữ nghĩa tình, vâng lời cha mẹ mà gìn gia can. Nghiêm đường chịu lệnh cho an, loạn luân can kỷ hổ mang tiếng đời. Anh em đừng có đổi dời, phụ phàng dưa muối xe lơi nghĩa tình. Dạy về bổn phận làm gái. Lớn lên phận gái cần chuyên, làm ăn thì phải cho siêng mới là. Phải gìn dục vọng lòng tà, đừng chiều theo nó, vậy mà hư thân. Nghe lời cha mẹ cân phân, tam tùng vẹn giữ lập thân buổi này. Tình duyên chẳng kiếp thì chày, chứ đừng cãi lịnh gió mây ngoại tình. Bốn nhỏ, giác mê tâm kệ. Đây là quyển thứ tư, gồm có 846 câu, viết tại Hòa Hảo, ngày 20 tháng 9 năm Kỷ Mão, 1939. Đại đệ trong quyển này, ngài tuyên giáo pháp môn hành đạo của Đức Phật Thích Ca như Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, cho người đời noi theo đó tu hành cho được đắc quả. Ngài không dứt khuyên chúng sanh ráng tìm diệu lý trong sám kinh và ráng làm tròn nhân đạo, vì là thời kỳ chư Phật thánh tuyển chọn người hiền đức, và chỉ người hiền đức mới được sống còn sau ngày hoại diệt của cõi thế gian. Trong bá tánh muốn nơi cao quý, phải truy tầm huyền bí nơi cơ. Từ sấm kinh cho đến thi thơ, trong chúng ấy nhiều nơi trọng yếu. Tạo làm chi những trung với hiếu, ấy là người bổn phận phải trao. Khuyên dương trần đừng nệ cần lao, cũng ráng sửa ráng trao nền đạo. Tu đầu tóc không cần phải cạo, miễn cho rồi cái đạo làm người. Kể từ nay lỡ khóc lỡ cười, vì buồn bực thấy đời biến chuyển. Các chư Phật từ đây lựa tuyển, coi ai là đức hạnh hiền từ. Lời sách xưa cận thủy tri ngư, cận sơn lãnh trần gian tri điểu. Trong sấm giảng nếu ai không hiểu, tầm kệ này ta chỉ nẻo đường. Quyết dạy trần nên nói lời thường, cho sanh chúng đời nay dễ biết. Năm nhỏ, khuyến thiện. Đây là quyển thứ năm, gồm có 756 câu, viết tại chợ quán năm Tân Tỵ, 1941. Trong quyển này, ngài kể lại gương xuất gia tầm đạo của Đức Phật Thích Ca. Nói cho đời hiểu Phật Thích Ca, lòng tự giác xả thân tầm đạo. Ta cũng chẳng hoàn toàn thông thạo, nhưng phân cùng bổn đạo xa gần. Có một điều già trẻ ân cần, là phải biết nguyên nhân Phật giáo. Sau đó, ngài khuyên người đời tu theo pháp môn Tịnh Độ để cầu sanh về cực lạc, vì trong thời kỳ mạt pháp này, đây là một pháp môn cứu cánh phù hợp với căn cơ của tất cả chúng sanh trong thời Nguân Hạ. Môn Tịnh Độ là phương cứu cánh, ráng phụng hành kẻo phụ Phật xưa. Lòng từ bi chẳng quản nắng mưa, sông thuyền giác rước đưa sanh chúng. Hay là lòng thương chúng thuyết phương Tịnh Độ, đặng dắt dìu tất cả chúng sanh,
Nếu như ai cố chí làm lành, chuyên niệm Phật, cầu sanh Phật quốc, cả vũ trụ khắp cùng vạn vật, dầu tiên, phàm, ma, quỷ, súc sanh, cứ dứt tâm tín nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng. Chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng, thoát mê đồ, dứt cuộc luân hồi. Ngoài ra, Ngài còn kể lại 8 điều khổ của chúng sanh và khuyên trừ thập ác. 6 nhỏ, những điều sơ lược cần biết của kẻ tu hiền. Đây là quyển thứ 6 viết trong vòng tháng 5 năm 1945 tại Sài Gòn theo lối văn xuôi, tức là tản văn, khác hơn 5 quyển trước viết theo lối văn dần, tức là vận văn. Trong quyển này, Ngài giải thích tứ ân, thập thiện, bát chánh và những nghi thức hành đạo cần thiết của một tín đồ. Ngoài ra, Ngài còn viết nhiều bài rời và cho thi văn rất nhiều, mà sau này anh em tín đồ kết tập lại thành quyển Thi Văn Giáo Lý, gồm trên 500 trang, kể cả những toa thuốc nam để trị bệnh cho bá tánh thập phương. Những bộc lộ của sấm giảng. Trong sấm giảng có câu: rút trong các luật các kinh, tùy lòng không ép làm in giảng này. Câu này đủ minh chứng những điều Ngài giảng đều rút tỉa tinh lý của Phật trong Tam Tạng Kinh và Kinh Tạng, Luật Tạng và Luận Tạng. Thế sao các tác phẩm của Ngài không gọi là kinh hay luận mà lại gọi là sấm giảng? Sấm có nghĩa là những lời tiên tri cho biết trước về thời cuộc. Giảng là giải bài giáo lý cao siêu của Đạo Phật. Do sự tiên tri cho biết những điều sắp xảy ra về cõi đời hạ nguân sắp chấm dứt để bước sang cõi thượng nguân, những tai biến hải hùng trong những ngày hoại diệt cõi đời mạt kiếp này mà người đời thức tỉnh giấc mê, nhận cõi đời này là giả tạm, hầu có sớm ăn năn cải hối, tu hành theo Đạo Phật, thì mới mong được Phật Thánh Tiên cứu rỗi, sống sót trong ngày lập đời thượng nguân an lạc. Về việc bộc lộ thiên cơ, tức là sấm, chúng ta có thể phân tách ra 2 sự việc. Một, tiên tri thời cuộc. Trong sấm giảng, Đức Huỳnh Giáo Chủ đã tiên tri nhiều việc, ngày nay đã thấy ứng hiện, càng tăng trưởng đức tin của tín đồ vào sự giáo độ của Ngài. Như tiên tri về sinh hoạt đắt đỏ, siêu cao thuế nặng, kinh tế suy sụp, tiền bạc mất giá. Ngồi khùng trí đoái nhìn cuộc thế, thấy dân mang siêu thuế mà thương, chẳng qua là Nam Việt vô dương, nên tai ách xảy ra thảm thiết. Bạc không cánh đổi thay chẳng biết, vàng bị nghèo mấy chiếc chẳng còn. Hay là thương hại bấy lê dân đứt ruột, thảm vợ con đói rách đùm đeo, gẫm chữ nghèo thường mắc chữ eo, thêm gạo lúa lại tăng giá mắc. Hoặc giả hết đây rồi đến dị kỳ, siêu cao thuế nặng, vậy thì thiết tha. Về thảm cảnh thì mai sau nhiều cuộc đất cày, đua nhau mà chạy, lầu đài cũng xa. Hay là trong bổn đạo từ đây kim chỉ, đói với nghèo sắp tới bây giờ. Những thảm cảnh ấy ngày nay đã thấy ứng hiện trước mắt mọi người, cũng như Ngài đã cho biết trước trận thế chiến thứ 2 khởi từ năm Mèo 1939 và chấm dứt năm Gà năm 1945 ở những câu: mèo kêu bá tánh lao sao, đến chừng rồng rắn máu đào chỉnh ghê, con ngựa lại đá con dê, khắp trong trần hạ nhiều bề gian lao, khỉ kia cũng bị xáo xào, canh khuya gà gáy máu đào mới ngưng. Còn nhiều lời tiên tri khác nữa nói về thời cuộc, nhưng đây chỉ kể vài việc đã ứng hiện để chứng minh là Ngài mách trước trong sấm giảng có thật, chẳng kiếp thì chầy, ứng hiện không sai. 2.
cho biết chuyện kiếp. Trong bài Sứ mạng của Đức Thầy có đoạn nói rằng, tuy là nhân dân mới rõ pháp mà tưởng rằng ta thượng sát cởi đồng, chứ có dè đâu chuyện kiếp đã từ lâu chờ đến ngày ra trợ thế. Ở một đoạn khác Ngài lại viết, những kiếp gần đây may mắn gặp minh sư, cơ truyền Phật Pháp, gội nhuần ân đức Phật, lòng đã quảng đại từ bi, hèn gì nỗi cảnh quốc phá gia vong, mái huyền cơ đã định, lòng thương trăm họ vướng cảnh đồ lao, chi xiết xót thương chúng sanh vạn khổ. Và Ngài cho biết kiếp này là kiếp chót như Ngài đã viết. Ta nghĩ nhiều tiền kiếp, ta cũng hy sinh vì đạo, nào quản sát thân. Kiếp chót này đây, há lại tiếc chi thân phàm tục. Theo đó thì Ngài đã chuyển nhiều kiếp, nhờ vậy mà khi đọc sấm giảng, ta không còn ngạc nhiên thấy nhiều đoạn, nhiều danh xưng trùng hợp với nhiều vị siêu phàm khác. Chẳng hạn như, A xưng khùng điên. Điều mà ai cũng nhận thấy là các vị trong Bửu Sơn Kỳ Hương, từ Đức Phật Thầy Tây An, trải qua ông sư giải bán khoai, một khi lâm phàm cứu thế đều xưng hiệu khùng điên, ý chừng để đối lại với người đời thường xưng khôn lanh quỷ quái. Đây, ông sư giải bán khoai xưng khùng. Khùng sao mà biết thiên cơ, cũng là Phật khiến cho khùng giải điên. Đức Quỳnh Giáo Chủ cũng xưng khùng và cũng nhận biết thiên cơ. Khùng toán biết âm dương kết liễu, khùng huyền cơ, khùng đạo Thích Ca. Về xưng điên, ông sư giải có viết, điên này, điên Phật, điên Thầy, chẳng sợ ai rầy nên nói cù nhây. Còn Đức Huỳnh Giáo Chủ thì là, điên như ta, điên giống tiên rồng, điên gỡ ách xích xiềng thế tục. B. Đối chiếu tư tưởng. Ngoài việc xưng hiệu khùng điên, còn nhiều tư tưởng trùng hợp giữa Đức Phật Thầy Tây An, ông sư giải bán khoai và Đức Huỳnh Giáo Chủ. Về nhan đề giảng sách có sự trùng nghĩa trùng tên như Đức Phật Thầy Tây An có bài Giác Mê, còn Đức Huỳnh Giáo Chủ thì có Giác Mê Tâm Kệ, tức quyển thứ tư trong bộ Sấm Giảng. Ông sư giải bán khoai có quyển Sấm Giảng Người Đời, mở đầu bằng câu Hạ Nguân Giáp Tý Bàn Nay, thì Đức Huỳnh Giáo Chủ có quyển Sấm Giảng Khuyên Người Đời Tu Niệm, tức quyển giảng thứ nhất, cũng với câu mở đầu Hạ Nguân Nay Đã Hết Đời. Ngoài sự trùng nhan đề, còn nhiều đoạn trùng ý giữa ông sư giải bán khoai với Đức Huỳnh Giáo Chủ, như đoạn giảng sau đây nói về một thầy ba tớ. Đây là lời ông sư giải bán khoai tự thuật. Chừng nào nước chảy đông nguồn, một thầy ba tớ hết đường lao đao. Hay là, nào khi nắng bụi bay tuôn, một thầy ba tớ chẳng buồn lại vui. Và đây, Đức Huỳnh Giáo Chủ nói về một thầy ba tớ. Khùng thời ba tớ một thầy, giảng dạy dãy đầy rõ việc thiên cơ. Ông sư giải bán khoai còn cho biết cả danh hiệu của thầy và tớ nữa. Huệ Lựu ký tả một bài, diễn ban châu quần hậu lai kháng tường. Hay là Huệ Lựu bút ký tả rồi, đặng cho thiên hà dấu soi để đời. Đức Huỳnh Giáo Chủ chẳng những lặp lại tên thầy, còn cho biết tên tớ nữa. Đừng thấy ngu dại mà khi, thầy là Huệ Lựu, tớ thì Huệ Tâm. Ngoài sự trùng ngôn trùng ý, đánh dấu sự liên hệ tiền kiếp giữa ông sư giải bán khoai và Đức Huỳnh Giáo Chủ, còn bức màn huyền vi giữa Đức Phật Thầy Tây An và Đức Huỳnh Giáo Chủ cũng sẽ được dán lên khi ta đọc những câu như sau. Như khi Đức Huỳnh Giáo Chủ cho biết, khùng này quê ngụ núi Sam, còn điên chẳng có chùa am dưới này. Núi Sam là nơi Đức Phật Thầy Tây An tịch, nay còn di tích là phần mộ không nắm của Ngài còn lưu dấu. Một đoạn khác trong sấm giảng, Đức Huỳnh Giáo Chủ cũng lặp lại di tịch núi Sam để cho người đời nhận ra chuyển kiếp của Ngài.
thương lê thứ bày tường trong đục, mặc ý ai nghe phải thì làm. Lời của người di tịch núi Sam, chớ chẳng phải bài điều huyễn hoặc. Cảnh thiên trước thôn tho nồng nặc, chẳng ở yên còn xuống phàm trần. Ấy vì thương trăm họ vạn dân, nên chẳng kể tấm thân lao khổ. Giả quy dốt khuyên người tỉnh ngộ, giả bán buôn thức giấc người đời. Rằng ngày nay có Phật có trời, kẻo dân chúng nhiều người kiêu ngạo. Đọc qua những khoảng trùng ngôn trùng ý và đối chiếu tư tưởng giữa Đức Phật Thầy Tây An, ông Sư Giải Bán Khoai với Đức Huỳnh Giáo Chủ, người đời nhận rõ sự chuyển kiếp của Ngài như Ngài đã xác nhận khi viết: tuy là nhân dân mới rõ Pháp mà tưởng rằng ta thượng sát cởi đồng, chứ về đâu chuyển kiếp đã từ lâu, chờ đến ngày ra trợ thế. Do đó ta không lấy làm lạ, ngoài những người chịu ơn cứu chữa hay phục tài ám thông tâm lý, hoặc được cho thi bài soi tỏ căn cơ, đã đành thọ giáo quy y với Ngài, mà còn một số tín đồ của Đức Phật Thầy Tây An, ông Sư Giải Bán Khoai, hay những người làm trong giáo hệ Bửu Sơn Kỳ Hương, sau khi đọc sấm giảng đều chẳng ngần ngại quy ngưỡng theo Đức Huỳnh Giáo Chủ. Tín đồ ngày một lan rộng ra, thu hút một số đông người đến thử thách. Thử thách. Từ ngày thi thơ sấm giảng ra đời, sau khi đọc qua, có một số nho gia hay phái tân học tầm đến đi thử thách, trước nhất cho rõ tài cán của Ngài, không học mà thông, sau là tìm hiểu xuất xứ của vị siêu phàm xuống thế và sứ mạng vị ấy như thế nào. Nếu kể ra hết các trường hợp thử thách thì quá dài, đây chúng tôi chỉ chọn ra một số điển hình để xác nhận về ám thông tâm lý và tài biện bát trác tuyệt của Ngài. Ngoài hạng phi phàm chưa chắc đã đối đáp nổi một cách tuyệt luân như thế. Một nhỏ, thầy Ba Thận, tức ông Phan Khắc Thận, một nhà lão nho, học trò của cụ Tú Thường, một hôm được ông Huỳnh Hữu Phỉ đem thi bài của Đức Thầy về trao cho ông coi, trong đó có bài Tam Châu Hữu Ngạn. Sau khi đọc, ông chê làm thơ gì mà nửa nạc nửa mỡ, ông họa và gửi đến Ngài xin đáp lại. Ngài bảo người mang thơ về nói: Ngài làm thơ là để khuyên người đời tu niệm, chứ không ra đời làm thơ để họa đáp. Người mang thơ dịch thuật lại, ông Ba Thận nói: như vậy tôi phải đến gặp ông mới được. Sau đó ông kêu bốn người học trò giỏi nhất của ông cùng đi với ông đến gặp Đức Thầy, sau hai đêm nặng ốc làm hai bài thơ định thử thách. Nhưng khi ông vừa bước đến nhà thì Ngài chạy ra tiếp và dồn dã: bộ ông muốn làm thơ lắm sao ông lão? Liền đó Ngài mời ông vào và bắt đầu câu chuyện, mà trong đó Ngài đáp hết những điều ông lão muốn hỏi trong hai bài thơ. Đến khi ra về, người cùng đi theo hỏi sao không thấy ông đem hai bài thơ ra hỏi Ngài, thì thầy Ba Thận cho biết rằng trong lúc nói chuyện Ngài đã trả lời hết rồi, mặc dầu hai bài thơ ấy còn nằm trong túi áo. Hai nhỏ, ông Hương Sư Vàng, người ở làng Hòa Hảo, một hôm đem quyển sấm giảng người đời của ông Sư Giải Bán Khoai đến toàn thử Ngài. Vừa bước vào nhà thì Ngài chặn lại hỏi: phải quyển sấm giảng người đời của ông Sư Giải Bán Khoai đây không? Vừa nói, Ngài vừa lấy trong túi ông Hương Sư Vàng quyển giảng rồi trao cho ông này, bảo dò coi Ngài đọc có trúng không. Thế rồi Ngài đọc thuộc lòng. Ông Hương Sư Vàng dò không sai một chữ, vô cùng ngạc nhiên vì biết từ nhỏ đến lớn Ngài chưa hề gặp quyển giảng ấy. Chẳng những thế, Ngài còn nói cho biết xuất xứ của quyển ấy: tôi đã viết quyển giảng này mấy chục năm về trước, khi tôi còn ở Cao Miên. Ba nhỏ, ông Huỳnh Hữu Phỉ ở chợ Giàm, một hôm mượn được quyển giảng Lan Thiên của ông Cử Đa từ Hà Tiên mang về, đem đến định hỏi Ngài. Nhưng khi ông Phỉ mới đến trước cửa thì Ngài khoác màn ra hỏi liền: có phải quyển giảng Lan Thiên đây không? Nói xong, Ngài thò tay vào túi ông Phỉ móc ra quyển giảng,
Ngài cuốn tròn lại, rồi bắt đầu đọc từ trang đầu đến hai ba trang sau, mới trao quyển giảng lại cho ông Phỉ, để dò lại coi có đúng như Ngài đã đọc hay không. Ông Phỉ vô cùng ngạc nhiên vì quyển giảng ấy có thể nói là lần thứ nhất được thấy, bởi nó do một người tu ở Hà Tiên mang về, chưa ai biết đến. Thế mà Ngài đọc ron rót, không thiếu một câu, không sai một chữ. Nếu không phải là tác giả, vì tất đã thuộc lòng như vậy. Bốn nhỏ, họa thi. Về việc họa thơ, thách thức để xem tài, nhất là làm thi bằng chữ Hán, có hai trường hợp đáng kể. A. Trường hợp ông Huỳnh Hiệp Hòa ở làng Bình Thủy, Long Xuyên, là một nhà nho có tiếng. Ông có làm bài thơ sau đây đem đến thách thức Ngài họa. Phiến ngôn đại chấn điểm Nam Cương, khẩu tụng văn dương dĩ bốc tường, giữ thiện ngôn ngôn tung nhất nhị, hành nhân tịch tịch mũi tâm lương, mã lai thủ thị danh thương pháp, thủy kiệt trưởng thâm tẩy khổ trường, thi vấn hồi âm tri bửu hiệu, tứ minh tam dị hiển văn chương. Trong bài này, nếu viết từ 6 câu đầu thì thấy ông Hòa có ẩn ý hỏi Ngài có phải trạng trình cử đa đề thám không. Ngài liền hòa cả dần bằng lẫn dần trắc, cũng bằng Hán văn như sau: hồi đầu điểm đạo chuyển phong cương, háo thắng bi ly đạo khổ trường, tề tướng cam phong an diễn nhị, hàng nhân thọ khóa tác tâm lương, thiên tôn mật sát nhân gian pháp, Phật lý di khai đại hội trường, tam bá ngoại niên chân bút hiệu, hàn lâm nhất đấu vịnh thiên chương. Trong bài họa này, Ngài khéo léo cho biết danh hiệu Ngài. Nếu ta tinh ý, sẽ thấy rõ ở hai câu kết. B. Trường hợp ông Nguyễn Kỳ Trân, tức chính dìm ở làng Định Yên, quận Lắp Giò, cũng là một bậc túc nho đầy lòng ưu ái quốc gia. Khi thấy Đức Huỳnh Giáo Chủ ra mở đạo, đem mùi tôn giáo khuyến dụ nhân sanh, sợ làm lợi cho bọn xâm lăng thống trị, nên có làm bài thi như sau: cường khấu xâm lăng kỷ thập niên, vị tri đại đức giáng Hà Tiên, hy di ngũ quý kim an tài, thái thượng tam dương cổ bất truyền, độc nhãn sa đà tàn bắc địa, liên mi chân mạng ẩn nam thiên, phòng ngư xích dĩ đương kim nhật, dẫn lãnh minh lương trứ tổ tiên. Trong bài này, ông Diệm có ý trách Đức Thầy, đại ý nói rằng bọn giặc mạnh xâm lăng nước nhà đã mấy mươi năm rồi, vậy không biết Ngài là vị tiên chi xuống trần. Những bậc như Hy Di tức là Trần Đoàn, Thái Thượng tức là Khương Tử Nha đều đi ở ẩn đất Bắc trời Nam, chỉ thấy hiện giờ con cá đỏ đuôi tức là cờ tam sắc khắp đất nước. Nếu Ngài là bậc minh lương thì Ngài cũng nên đã một roi tiên. Và đây là bài họa của Ngài cũng bằng chữ Hán, mặc dầu từ trước đến nay Ngài chưa từng học. Thiên ký lạc hồng đắc ngũ niên, sơn trung hồi giả bí danh tiên, trần nhân đại thế nam tồn tại, lão đạo tiền phong bắc ý truyền, trình mổ ngộ kim giai cổ địa, xích mi hải hội luật trừng thiên, dị phi minh đế đồ tôn nhật, thạnh khí đạo thinh giác kỷ tiên. Trong bài này, chúng ta thấy Ngài họa chẳng những giận bình mà cả giận trắc nữa. Đại ý trả lời bài thơ sướng và cũng nói rõ danh hiệu và quê quán của Ngài nữa. Ngài còn cho biết ở hai câu kết, thời kỳ của Minh Đế chưa đến. Chờ khi đến rồi thì chẳng những đã một roi mà sẽ biết bao roi nữa. Thật là tài tình, vì khi đưa thơ đến, Ngài liền họa ngay tại chỗ cả dần bình lẫn dần trắc với những câu chữ Hán trác tuyệt.
Ở đây chúng tôi lược bớt bài thứ hai, chỉ chép bài thứ nhất của ông Chính Diệm và bài họa của ngài. 5. Ông Bảy Còn, tức ông Nguyễn Phước Còn, ở gần chợ Cà Mau, xã Long Kiến, quận Chợ Mới, và là cháu nội của ông Đạo Thắng, một trong thập nhị hiền thủ của Đức Phật Thầy Tây An. Những vị hiền thủ đều được Đức Phật Thầy truyền diệu pháp nên có thần thông chữa bệnh nhân bằng phương pháp huyền diệu, như cho uống nước lã, phù hay các thứ lá, thứ bông. Khi ông Đạo Thắng tịch, truyền lại cho thân phụ ông Bảy Còn, rồi ông này đến lượt truyền lại cho con cách chữa trị mầu nhiệm ấy. Khi Đức Huỳnh Giáo Chủ mới phát bệnh, vì là chỗ quen thuộc với ông Bảy, nên Đức ông có chở ngài xuống nhờ cứu chữa, nhưng chữa mãi mà vô hiệu. Nay nghe tin Đức Thầy ra đời chữa bệnh và tỏ ra phi phàm thì ông Bảy không tin. Ông cho đó là ma quỷ chi chi, nên không chịu đến xem cho biết. Theo lời ông Bảy cho biết, có một đêm ông nằm mộng, thấy chư thần đến cho biết là Phật đã giáng thế ở Hòa Hảo. Thức dậy, ông cho đó là điều mộng mị nên không đi. Một đêm khác, ông cũng nằm mộng, thấy chư thần đến kêu ông một lần nữa, nhưng ông cũng không tin. Đến lần thứ ba, lần này chư thần quở trách ông, nên ông bắt đầu tin và định đi Hòa Hảo cho biết hư thiệt. Cứ theo lời ông Bảy thuật, ông lại nhà ông Út, chú của Đức Thầy trước. Trong lúc ông đang chuyện giảng với ông Út, thì Đức Thầy bước sang lại nắm tay ông mà nói rằng: "Dữ hôn, đợi chư thần đòi ba lần ông mới chịu đi. Thôi mời ông qua nhà." Khi ông Bảy bước sang, Đức Thầy mời ông Bảy ngồi rồi nói: "Ông Bảy muốn thử tôi phải không?" Nói xong, ngài bước vào trong lấy viết mực ra làm một bài thơ trao cho ông Bảy và nói: "Ông đọc đi, coi có phải không?" Bài thơ ấy là bài thơ khoán thủ cách cú mà Đức Phật Thầy Tây An đã bật truyền cho ông Đạo Thắng, dặn sau này có ai đưa ra bài thơ này, tức là ngài tái thế. Bài thơ ấy nguyên văn như sau: "Đạt đạo ngao du châu di viễn cận, đạt đạo hoằng khai kế nghiệp truyền, chư ban hành thiện hiếu vi tiên, ngao du thế giới hoàng sanh chúng, quý tiện trí ngu trạch nhân hiền, châu di phục thị an bá tánh, thượng cổ hoàng ư thế tự nhiên, viễn cận chư châu quy nhất thống, an cư lạc nghiệp phước vô biên." Nên để ý tám chữ khoán thủ cách cú: "Đạt đạo ngao du châu di viễn cận" đều thuộc bộ xước. Ông Bảy trả lời là không biết chữ quốc ngữ nên nhờ ngài đọc lại cho ông nghe. Khi nghe xong, ông Bảy đã khâm phục rồi, nhưng ngài còn làm thêm một bài nữa, tức bài Bát Nhẫn, mà nội tổ của ông Bảy đã chép trong phòng của Đức Phật Thầy và hằng lấy đó là bài gia huấn truyền lại cho con cháu. Đây là bài Bát Nhẫn. Bát Nhẫn: "Nhẫn năng xử thế thị nhân hiền, nhẫn giái kỳ tâm thận thủ tiên, nhẫn giả hương lân hòa ý hỷ, nhẫn thành phu phụ thuận tình duyên, nhẫn tâm nhật nhật thường an lạc, nhẫn tánh niên niên đắc bảo tuyền, nhẫn đức bình an tiêu vạn sự, nhẫn thành phú quý vĩnh miên miên." Khi nghe xong bài Bát Nhẫn, ông Bảy sụp xuống lại, nhưng Đức Thầy đỡ dậy mà rằng: "Không nên, ông Bảy, phần xác đáng con cháu, ông lại như thế không nên, như ông muốn lại, hãy lại bàn Phật kia." 6. Trường hợp đã quy y. Đây không phải là một cuộc thử thách, mà là một việc chứng tỏ thêm về sự ám thông tâm lý của ngài. Nguyên có nhiều tín đồ, sau khi đọc sấm giảng, học thuộc bài quy y và bài ngũ nguyện, tự đốt hương đến bàn cửu huyền và bàn Phật, phát nguyện và quy y đúng như cách thức đã dạy trong quyển Những điều cần biết của kẻ tu hiền, tức quyển Quy tắc hành đạo.
Mặc dù ở nhà đã tự làm lễ quy y với ngôi Tam Bảo rồi, nhưng khi đến ngài lại xin ngài chứng cho họ làm lễ quy y, ý chừng có được ngài chứng giám mới có giá trị. Nhưng ngài đỡ lời mà rằng: anh em đã quy y rồi, mặc dầu không có mặt tôi, nhưng tôi cũng đã chứng giám rồi. Một khi anh em tự làm lễ quy y là có tôi đến chứng, vậy anh em khỏi làm lễ quy y một lần nữa. Điều này đủ chứng tỏ ngài đã ám thông tâm lý. Mọi việc gì người đời làm, thiện hay ác, ngài đều rõ thấu, chẳng cần phải báo cáo, ngài cũng tường lãm. Vì thế trong sách Nho có câu của Khổng Tử khuyên: thận kỳ độc, nghĩa là nên cẩn thận lúc ở một mình trong phòng kín. Vì lúc đó mặc dầu không có ai, nhưng ý nghĩ thầm kín của mình đều được thần minh soi xét, rõ ràng như hành động ở ngã tư đường. Nam Mô A Di Đà Phật.